Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi lấy bởi lấy gà tường mẹ mẹ xích, mẹ mẹ xích vườn, mẹ mẹ đếp, mẹ mẹ nai, viết sự khu mân tờ e kếp, mân tờ gà tường, em Blusita, mặn bàn, xe vườn mốt, em dường hàn đi nè lè. Ok, phút lấy gà tường mẹ mẹ xích vườn nào, let's go. Bắt đầu mình sẽ vào game. Sẽ đẩy cái cô máy con Open Lover này xuống nha. Ok, đẩy xuống nào. Đã đẩy xong. Bắt đầu mình xem con này. Nhân vật ai lừng. Đang đợi sân khấu xuất hiện đây. Thế bắt đầu mình sẽ lấy cái vòng này. This is a story about a man named Jonathan. With a man so dedicated to uniting two star-crossed lovers, Jonathan willing to give up everything to see it happen. Hey! Hey, Jonathan! I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you can possibly. I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you can possibly. Hey, Jonathan! Have you arrested? You and everyone else will pay for what you've done to the poor birds of the town. Run! Okay, run now, let's go. Nào chạy, chúng ta có con Overlord nha các bạn nè. Kẻ Overlord xuất hiện. Nào mình chạy lên trên này. Em phớt vào đây trong kè. Đầu tiên mình sẽ quay cảnh trong kè trước cho bạn xem nha. Nó lên đây rồi. Mặt tàu là vật. Ok, try again. Bắt đầu mình trở lại nha. Ok, try again now. Let's go. Vẫn bị nó bắt. Nó chạy hơi nhanh, bắt đầu mình sẽ chơi lại nha. Let's try again. Ok, let's go. Bắt đầu mình sẽ chạy huyệt nha. Ok, mặt tàu vào bớt xuất hiện này. Chạy mau ra kia. Ok. Hai con bớt, ô bà bớt này nó sẽ quay lại này. Nó sẽ chạy quay lại map cũ. Ok, bắt đầu mình sẽ chạy ra ngoài kia. Giờ chuẩn bị gặp con Ben Balina nữa các bạn nè. Ok, mình sẽ mút xóa. Ok, bắt đầu sẽ quay lại bên đây. Gặp con Island ba đầu. Bắt đầu sẽ sang bên kia nào. Okay, let's go. Bây giờ sẽ gặp đi gặp con nào. Okay, nói chuyện với con quái vật ai lưng ba đầu này trước nhé. Ok, đã xong. Mình sẽ đi gặp con Ben Balina. Let's go. And meeting the Ben Balina nào. À đây rồi, đi vào map tool này. Mình sẽ mở cái nút này lên.
Occupants have been crossed consistently, which is examining the abusive. All you have to do is that teamwork is everything. Let's draw a logical way. This is the idea and as usual, better will result in dire consequences. Okay, xe giải pháp của bố này nhá. Bàn bàn sẽ là cái mũ này. Chỉ tính được phần lên sẽ là cái tiền xét này. Bàn màu xanh sẽ là con cái màu đỏ. Bị sai rồi. Bị you failed. I think you know what happens now. Bye bye Nena rồi. Ok, so next giờ gặp tụi mình là Seven Izumubi and Berlin now. Let's go. So to load game. Oh, đèn nhấp nháy sau có cái vật mới sẽ xuất hiện đấy các bạn. Oh, Sensuro nhân vật mới. Phút vào đây dòng kè, đầu tiên mình sẽ để dòng kè cho bạn xem đây. Rồi sau này dòng kè. Ok, try again. Lift hand icon to the big canatin now. Bắt đầu là mình sẽ chơi queen nhá. Ok, đây rồi. Oh, chạy sang kia. Cái tàu đi bay vào cái lỗ đỏ nhá. Okay, vào sau đây. Okay, rồi tôi đã bay sang lên nước đỏ này. Ồ, nhìn vẫn chưa được. Em muốn vòng sang cái cửa bên đây. Ok, nó hoàn thành nhiệm vụ. Đây sẽ vào đây. Thế map à. Cần phải ghi nhớ nhá. Ready. Nhưng mà rốt bớt sẽ tinh gặp phần đi. Nhưng mà rốt hoàn thành. Okay. Map này mình sẽ sau nữa. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi. Gắt từ nữa bên men 8 is the movie. Ok, bởi lấy nào ra từ nước bên S.
tiếp theo sau đó mình chuyển sang từ men men là xích sẹp izu mobi. Ok, play nào. Lock game nào, let's go. Run. Come on. Mình thoát của con Zone 91. Okay, let's go, chạy vào nào. May quá. Tôi sẽ hoàn vẫn đâu đuổi này. Đây vòng sau này. I don't think I can go. What? What do you mean? Who's they? This is my one chance to have an audience, and I am going to take it! Goodbye! Goodbye. Oh, check on that. To my army, together and under my command, we'll finish what the queen couldn't. Look for Sigurd. I'll hold them off. Look for the surgeon. So next up, I got to my man. Nine in the movie now. Let's go. Okay, loading game. Okay, so let's bắt đầu vào. On your guard, stranger. We're in the middle of a war. Surgeon and Dadadu. Two powerful figures fighting for power. I wish Banban was here to give us a hand. Looks like we have to disguise as aliens to enter. Let's take these suits from the locker here, stranger. How do I look? Handsome, no doubt. Let's go. No doubt, let's go. Rồi, cho tôi bay đọc vào nước đỏ này nhé. Đó, rẽ vào trong này. Finally, some reinforcement. You stay here and help me guard the gates. And you, get inside. The doctor needs help with a surgery. You go ahead. I'll stay here and guard the camp. Okay, bắt đầu mình sẽ vào trong đây nào. Rồi mình sẽ chơi quy luôn nhá. Let's go. Meeting the island and so soon room. Good timing. Go find me some tools to operate. Find me 4 tools. Or I can't help this poor man. Finza Sorin Tool. Tiếp tục rẽ sang này. So painful. Đưa vào sang này. This man, give me the right tool when I speak its name. Give the wrong one, and you will regret it. Syringe. Syringe. Thank you. Scalpel.
scalpel. Scissors. Scissors. Set. Done. Done. You gotta live. Thanks for the assistant. Your work here is done. Go outside and check in with the captain. You did well, helping your fellow aliens. You two go outside and fix the car. I'll stay here and keep this place safe. Yes, sir. We will have it fixed. Let's go, stranger. Nice car. Too bad it's broken. I noticed some parts are missing. Let's find them. Tiếp tục vào trong kia. You got them all. Let's put them back together. Nice one, stranger. Let's drive this baby. Those naughty ones are nothing compared to this beast. That's one more down. Get crushed. Wait, look out. Để bắt đầu vào gặp con zoom rốt này. Where is Jester? And what was that thing? Jester giờ con zoom rốt này. Let go. Stranger, over here. I'm trapped. Help me. That monster is not going to let me save Jester. Must find a way to beat him first. Tiếp tục vào xem nào. Cho nó đập vào pháp tượng này nhá các bạn nhé. Tiếp theo cho nó đập vào cái chuông này. Open the cage, please. I hate being held hostage. Tiếp tục sang kia giải cứu con Jester. Let's go. Thank you so much. That was scary. Let's leave this place. We must end this madness. Ok, bắt đầu mở cánh cửa bên đây ra. So next up, Balay. Sikumanta, Yakep now.
Ah, we are here, partner. Let's get this over with. Okay, lấy con chim, sẽ đặt nó trên này. Cho nó sẽ bay vào cái nút đỏ này. Connect these electrical wires in the correct place, appropriately according to the picture in this wall. I remember each room has one same picture but different in number and color. And the power on button is located in the middle room, the biggest room. You need to press it after successful wiring. Bây giờ sẽ cho cái thẻ này đọc sang kia. Trong góc này. We were born in the laboratory. There are many sample like us, but only the two of us can speak. And Nightmare also came from that time.
We were trapped. Continually were blood pulling by people in white shirt for testing. And my poor eggs were also been taken away. I need to find them before we escape from here, my kids. Đây của một thành. Rotate both at the same time or at least both side open completely. Don't remove your hands or it will return to the before. IT will take a lot of time. Suma, let go. Oh God, my kids are still there. Those golden eggs. You can jump on us to get there. Help me bring them back, please. Bắt đầu quay lại đi xuống nào. Impossible. Let it for Tarda. Follow me now. Mang tàu vào là bớt. Con đang đi đuổi con kia. Mình sẽ đi theo để cho nó dăm ke xem như nào nha các bạn nha. Sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Blue Sita Gatman Man 1. Bắt đầu vào game. Ok, đi chuyển qua bên đây nào. Select lại nha. Ok, try again now. Island quái vật ba đầu và con Lucita nữa các bạn này. Và mình sẽ bỏ nó dăm ke. Em vào đây dăm ke nào. Ok, try again nào.
Lần thứ hai là mình hết sức win nhá. Tôi đục rẽ sau này. Đục vòng lên trên này. Mình sẽ nên lấy cái kẹo này. Lấy cái kẹo rồi. Tôi đục xong bên đây. Đục xong này. Đục lại con iron trong này nhá. Đấy, các bạn này cho bạn xem con iron. Nó đang ngồi cầm cái dây, bắt đầu mình cho kẹo là nó sẽ lấy dây dựng nó ra nè. Đó, phá vỡ cánh cửa đây ra. Vẫn không được, đã bị con ai lừa nó bắt và mình sẽ chơi lại nha. Ready to try again now. À, phải nhảy qua dây này lại này. Ta chạy lại này. Don't worry. I'm a surgeon of my word. I won't hurt you. And not after saving me from your own doing. That said, the choice to volunteer for me will always be available. I implore you to consider the opportunity. In any case, we have much more important matters to discuss. Follow me. A friend of mine and yours filled me in on most of the action that happened on the floors above. They mentioned a nosy human. Tiếp theo xong mình chuyển sang Honey đi xem nào. Bắt đầu đi. Đầu mình sẽ đi lấy cái thẻ này nha. Và lấy cái thẻ một tím nha. Okay.
Mà mở cánh cửa một tí nữa trước. Đó, ông Thành tiếp tục vào trong này. Tiếp tục sang này. Chạm vào. Ok, bật lưu tùy cho anh em. Lần này mình chết chết lại, mình sẽ cố gắng chơi win nhé các bạn nè. Trong này di chuyển hơi khó một chút. Nó vẫn đang đứng kìa. Nó là thu thập hết các cái gỗ này nhá các bạn nha. Chỗ này nhiều cái gỗ ạ. Ồ, bị nó phát hiện rồi, chạy mau. Ồ, nó vẫn còn đuổi. Ok, thanks for watching Blue Sky My Channel của bạn Sư Game.